Kính thưa thầy, kính thưa bà con, tôi hôm nay rất là cảm động là vì đây cũng là lần đầu tiên sang nước và được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con mình đến đại học ấy, để cho gửi lời thăm sức khỏe tất cả bà con đây. Trước đây thì tôi chắc có lẽ là nói cái chuyện là tại sao tôi ra đi được. Thì em Lập đứng quay phim. Thì em Lập đó là có nói với tôi là trên điện thoại nó là muốn giúp cho cộng đồng ở đây bị xem trên YouTube ấy. Rồi em học cái tên đó và giúp cho bà con được ấy. Thì em rất là mong muốn tổ chức một cái lớp học ở đây. Thì tôi nói tôi đồng ý đi. Và tôi chuẩn bị hành trang, lúc đó tôi đã dạy bên châu Âu. Thì một năm đó, thì tôi dạy ở các nước bên châu Âu 3 tháng vào mùa hè. Và bình thường thì dạy xong tôi làm việc ở trong nước. Thì khi tôi quyết định đi Úc ấy, thì là đi liều thôi. Thì Lập mới nói với tôi là phải đi lại xin phép thầy ở chùa Vĩnh Nghiêm để mà tổ chức. Thì may mắn đó là tôi lại được gặp thầy ở Việt Nam, và sau khi trình bày ấy, thì thầy đồng ý cho phép làm ở chùa. Mà tôi chỉ dạy cho người Việt, tôi muốn có người Việt mình ấy, làm sao phải tự ý thức rồi tự mình nâng cao cái chuyện của mình, tự mình chữa, chứ mình đừng có lệ thuộc ai ấy, và mình cũng đừng để nó làm việc mình. Thì mọi người biết ấy, là có những cái bệnh mà chúng tôi hướng dẫn tới đây ấy, mọi người sẽ thấy rằng là nếu như mà học xong ấy, thì chỉ trong 2 ngày thôi thì mọi người nói là học cái gì, nhưng mà vừa học thì cho mình ấy, thì sẽ nở một nụ cười tươi như hoa. Thành ra là cái đó là ban đầu tôi nói cái tâm Bồ Tát của thầy ấy, và cho phép tôi rất là cảm ơn nhiều. Và cũng mong rằng là mọi người sẽ cố gắng học. Thì mọi người nhìn ở đây là có tôi, Lập và anh Vinh Sô Lô Bát Cha, rồi anh Thái và Bà Y Pháp. Thì trong cái đầu tôi này kia có 4 người và một số anh em trường phụ với kia. Do đó là mọi người biết mặt rồi. Thì cái chuyện của tôi đến để dạy á, là tụi tôi không có lấy một xu nào với mọi người, cũng như chịu bệnh gì đó. Cho nên là người nào mà trong 4 người này mà có lấy tiền với mọi người tố cáo chúng tôi. Không có được lộn xộn cái đó. Tôi thì tôi công tác ở bệnh viện Đồng Nai 10 năm. Và sau đó là năm 90 tới năm 92 thì tôi phụ giảng cho trường đại học Y Dược. Rồi sau đó thì năm 92 cho đến 96 thì tôi học ở Monaco và Université ở Montpellier về cái ngành y. Và sau đó tôi về nước, thì nước xong thì tôi có 3 năm dạy ở bên Ba Lan. Thì sau đó tôi về làm việc cho tới bây giờ. Thì tôi làm việc theo kiểu làm nhà khoa học và tôi không có dính dáng gì với chính trị hết á. Cho nên là tôi làm việc ở Việt Nam thì chứ mà tôi dạy ở miền Bắc á là được gần 2 cái công chuyện á là may mắn là vừa rồi á là tôi được học những cái phương pháp mà tôi thứ nguyện trong lòng là làm sao để giúp cho hết bà con trong và ngoài nước. Cũng như vừa rồi là ở Hà Lan ấy, thì tôi dạy được đó thì mấy anh em nói là ở dưới Bến Tre đó là có một cái làng người ta nghèo lắm, bây giờ thầy có lấy tiền không? Bởi vì mọi người biết đó là ở trong nước ấy, thì tôi đi dạy một học viên học 5 ngày phải đóng 1,5 triệu. Nhưng mà cái đó là tôi lấy tiền của 2 cái thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn. Nhưng mà nếu như ở địa phương, ở quê ấy, mà ai tổ chức được ấy, thì tôi sẵn sàng đến dạy miễn phí. Cũng như là đi ở nước ngoài ấy, thì tổ chức mấy cái này là tôi không có thu tiền bất cứ một người nào. Cuối cùng thì cảm ơn các chú, các bác ở đây là đã đến đây dự cái lớp học. Cảm ơn thầy đã tạo điều kiện cho trò được truyền đạt cái phương pháp của người Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.